gấp ha. Cũng chuẩn bị đón mọi người ở trong Đà Nẵng luôn mà. À, và vô Đà Nẵng là đi tiếp hả sư? Dạ, đó. Rồi, chào sư nha. À, có người nhà nè, xe 43 nè quý vị. Về nhà đón sư về nhà nha. Rồi, chào sư nha. À, sư về nhà nha mọi người. Đó. Dạ. Bởi vì tôi hỏi mấy anh là tùy duyên, tùy duyên thì mình biết chỗ nào, biết tùy duyên không biết chỗ nào hết. Đúng rồi, các cô duyên tàu hiện nay chú gần đây không? Dạ, hôm tôi trong Từ Hà thế. Dạ, chú biết thầy Minh Tệ lâu chưa? Không phải lần đầu tiên đấy. Mới biết mới chú đi qua anh. Chỉ có tôi biết là một ông Nhất Bồ, Nhất Bại là một ông Tam Bồ, Tam Bại. Dạ. Mà bà Hai là con ổn như là lần đầu tiên. Ý là thầy coi tivi thầy biết thầy Minh Tệ lâu chưa? Hả? Thì từ khi mà ra xuất phát là bắt đi ngoài Hà Nội luôn. Dạ, chú tôi gọi tới giờ luôn. Dạ, quá quý của chú vậy. Chú ở gần đây không chú ạ? Ở trong Từ Hà này anh. Dạ. Ở Từ Hà là gần đây. Từ Hà ha. Chú gặp mặt thầy Minh Tệ lần nào chưa? Mới gặp cái xã này. Dạ, cái cảm giác mà khi chú vừa được gặp thầy Minh Tệ như thế nào? Hả? Cái cảm giác của chú gặp như thế nào? Trong phường ông mình đâu có ai họp hành về như ông vậy. Dạ. Cái hành của thầy rất lớn. Tôi là điện ảnh nè, từ anh đi chân đi mình đi một đoàn mình là chịu không thấy như bạn vậy đâu liên gọi gì vậy. Như vậy là người dân mình mới gọi là sư Minh Tệ là Phật sống đó. Dạ. Nó Phật sống đó. Biết là Phật sống dạ. Vì theo Phật giáo là ông Thích Ca một cái Diệp Lai ông Như Tự Bà tu hành đầu đà. Cái Diệp là đệ tử 80 của Đức Phật. Đó đó là cái Diệp là nó tu thành công cái con đường Mười Bà đầu đà đó. Dạ. Ngày đạt cái Diệp vậy dạ. Thế là thầy Minh Tuệ là người thứ ba hả không? Thứ ba, thứ ba dạ. Đâu ra là thứ ba. Không có danh lời với đó anh mày anh đi theo. Tới giờ không cần danh lời với cho tiền lại mất đi ăn một bữa thôi đó. Ngồi đó thế thì anh biết không? Hành đâu ra khó lắm. Dạ. Không còn ai tu được thì tu được về khỏi rồi đi hết. Dạ. Khó lắm. Khó quá bất hết lắm anh. Mấy thầy ghê tu một thời gian cũng hết vậy. Nói đi một đoàn không mình đã chịu nổi uống mới đi. Mà ngủ ngồi nữa. Tất cả là không có định không có định không có nằm nha. Không bao giờ nằm, không bao giờ. Không bao giờ nằm, dùng từ không bao giờ nằm. Cũng nằm đứng. Đứng như ngồi không ngồi như nằm. Cho dù thức hay là này vậy. Ăn cũng vậy, không bao giờ nằm nha, không có động từ nằm nữa. Có động nằm luôn. Đứng không mà đứng như ngồi không á. Cái chỗ này hả? Ừ. Thầy ba nó đã vậy nè. Con thôi, ai sai xin con hết. Đó anh thử cái hành của con đó. Thầy hành ghế cho con hết. Con hết. Mà không bao giờ xin vinh đệ vậy con hết. Rất là khiêm nhường ha. Thầy là thầy đang tu học cái thầy chưa gì hết. Chú phải là thầy mà chưa rồi nên thầy hướng dẫn ai được thầy. Thầy cũng không nhận thầy là thầy chú không chú. Dạ đúng rồi. Thế ai muốn theo thầy thì theo. Đúng thầy rồi. Khuyên là mà bất tử đừng đi theo thầy để mới lo kinh tế gia đình nữa chứ đi thầy là khác hành nguyên là thầy cao là không ai theo nổi luôn. Dạ. Mình đi một đoàn mình chịu nổi mình tiếng án đi chơi nếu em thấy không mình đỉnh mỗi người đi ăn một bữa thôi. Dạ. Đúng là không ai làm được như thầy đúng không chú? Khó. Dạ. Đúng rồi mày anh lấy dụng lên cái Hồ Pháp mà huyền xuống để đi được thời gian đi. Về Kim Cang hả? Kim phải Kim Cang không? Pháp hết rồi. À tôi đi ăn mặc Pháp. Dạ. Thì mình vào đó mình mang cầu. Dạ. Thật đấy. Tôn giáo quần mặc mà. Dạ hồi mà Pháp tôi nói tiếng rõ ra. Tôi nói tiếng mình thấy rằng mình nói là tôi thời chứ tôi nói tiếng tôi. Dạ. Thầy chứ mà tôi em thấy không? Tôi hay lên chùa tôi nói thầy ơi thầy bệnh là phụ gia rồi dân phạt. Thì mình đang làm gì? Bây giờ mà nhỏ nhất rồi nên cái giá này chú tiểu hả? Đây là có thấy không thiếu cho hết nè. Có phụ ở Bừng Tăng. Hồi xưa kêu là Bừng Tăng. Là vô thầy là vô sản có gì. Vừa đi vô phòng là có thiếu gì. Đồ lành tí đi mày quẹt là đôi chứ có hết đó. Cái gì cũng có hết. Như Ngọc Nga này. Tu có được một nữa thương thiệt anh. Dạ. Văn minh quả nó cực quẹt nhưng mà nó tu quá. Giống như thầy thích đủ thứ hả? Thích đủ thứ là cái gì cũng thích hết đúng không? Đâu có ai mà được như thầy Minh Tuệ đâu. Ăn một ngày một bữa ngủ ngồi rồi cho tiền bạc đâu có nhận đâu. Sân với Phật tử ai cũng gọi bằng con hết. Dạ. Quá tuyệt vời. Thế giới ăn lên chính phục cũng tôn trọng và như Việt Nam. Dạ. Khó lắm. Mấy giờ Ấn Độ là gốc của Phật giáo mà cũng nèo tôn trọng. Bên Ấn Độ nghe nói là cũng cho người qua phải không chú nhỉ? Việc nó có việc máy bay nó có ba sư. Vẫn nghe nói bên Ấn Độ xin rất nhiều visa để qua Việt Nam nhưng mà chưa có được ký. Xin qua để đi theo thầy Minh Tuệ đấy.
như là sư thầy gà đúng không? Bây giờ như là giờ bà con đứng đây khá đông mọi người, trời rất là nóng luôn đó, nóng khủng khiếp. Người thấy mồ hôi của mình nó chảy rất là khiếp không? Rất là nóng luôn đó. Chuẩn bị là lên đường mọi người. Anh thầy đang chuẩn bị lên đường nha mọi người. Giờ này đang ở tại km 23 quốc lộ 1A, xã Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Bà con Phật tử đang cầm hoa sen cũng như là bác muốn vào đó hả? Bác muốn vào chụp hình hả? Dạ. Ôi, bác đứng dậy được rồi ha. Dạ, quá đẹp, đội hình quá đẹp nha. Mấy cô bác đầu tràng ha. Dạ. Ai cũng mong muốn ha. Ai cũng mong muốn gặp thầy hết. Dạ. Trời giờ này rất là nóng mọi người, nóng khủng khiếp. À 12 13 ngày mà mình có bị phong dột đầu á. Cảm giác nó như thế nào, có thể chia sẻ thật thì mình cũng như một người, thường thôi. Dạ. Phong dột là chắc chắn là đau rồi. Dạ. À... nhưng mà cái ý chí tu tập thì nó làm mình không còn thấy phong đầu nó còn đau. À, sư chưa mặc y hả sư? Không, dạ, có đang về đêm về bị ra lại mà. À mình về nhà hả, về đâu ạ? Về nhà có công chuyện. À ở đây một lát thôi sẽ có xe đi qua mà. Sẽ có. À tức là sư đi về nhà khẩn cấp. À vậy à, thì vậy đâu. Sư là ở tỉnh nào ạ? Đây xe con ở Đà Nẵng. À Đà Nẵng à, sư là có việc về gấp hả? Đón mọi người ở trong Đà Nẵng luôn mà. À và vô Đà Nẵng là đi tiếp hả sư? Dạ đó. Rồi chào sư nha. À có người nhà nè, xe 43 nè quý vị. Về nhà đón sư về nhà nha. Rồi chào sư nha. À, sư về nhà nha mọi người. Đó. Chào chú nha. Dạ. Sư về nhà có công việc rồi vào Đà Nẵng sẽ đón tiếp. Rồi xin chào Đà Nẵng nha. Dạ, chào sư. Dạ, sư lên xe về quý vị. Sư về mình giỏi quý vị. Sư này đi lâu rồi anh nha, được lâu chưa? Nhân nghe nói là cũng khoảng tầm hơn 10 ngày đó. Hơn 10 ngày ha, sư này đi cũng khá lâu rồi đó. Nghe nói là có việc về nhà sau đó vào Đà Nẵng sẽ tiếp tục đi. À, nghe như vậy. Sư đó hết duyên rồi quá. Hết duyên hả? Mình cũng không biết nha. Sư sẽ trở lại nha. Dạ đúng rồi. Sư bất ngờ lên ô tô đi về nhà quý vị ha. Đó, bây giờ bà con cũng đang rất là nóng lòng chờ. Nói chung là tăng đoàn của thầy Minh Tuệ thì có người vào người ra mỗi ngày ha. Hôm qua thì 50 thầy, bữa nay là hơn 60 thầy, 65 thầy, rất là đông luôn quý vị. Cũng có một số sư là hết duyên cũng đi trở về nhà, chuyện bình thường ha. Giống như thầy đã từng chia sẻ rất nhiều là hữu duyên, ai muốn đi tu tập thì cứ đi, còn ai không muốn đi hết duyên thì mình có thể trở về nhà bình thường ha, không có gì cả. Chứ không ai người đang đứng khá đông rồi. Rất là đông nha. Mà còn đứng để mà mong chờ khoảnh khắc nhìn thầy Minh Tuệ đi ra mọi người. Khá là đông luôn. Ai cũng đang háo hức chờ thầy đi ra mọi người. Bây giờ trời cũng khá là nóng quý vị. Rất bất ngờ nãy có một cái sư lên ô tô đi về Đà Nẵng vì có công việc gấp. Và nói nếu hữu duyên sẽ trở lại tiếp tục mà đi với thầy Minh Tuệ ha. Bà con đứng hai bên đường nè. Mọi người thấy đông không? Khá là đông nha. Bà con Phật tử này ai cũng mặc áo đạo tràng hết, đứng dọc bên đường để đón thầy nha. À, bà con đứng dọc hai bên đường khá đông mọi người ha, ai cũng mong muốn được gặp thầy Minh Tuệ nha. Rồi mình xin tạm dừng cái video tại đây nha quý vị, tiếp tục nhớ đăng ký để theo dõi các video mới nhất trên kênh YouTube Dòng Đời nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.